Thưa quý vị, 12 năm liên tiếp đứng đầu cả nước về chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin, nằm trong nhóm 3 địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, nên Đà Nẵng là điểm đến của các doanh nghiệp đầu tư công nghệ thông tin trong và ngoài nước. Tận dụng lợi thế đó, thành phố đã đề ra chiến lược tổng thể, triển khai và thu hút đầu tư nhiều dự án hạ tầng, công nghệ thông tin. Nằm ven sông Hằng, ngay khu vực trung tâm thành phố, dự án khu công viên phần mềm số 2 có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, được xây dựng theo thiết kế hiện đại, đạt quy chuẩn kỹ thuật thế giới về tòa nhà làm việc cho ngành công nghệ thông tin, công nghệ số. Dự kiến công trình này sẽ đáp ứng cho khoảng 6.000 vị trí việc làm trực tiếp về công nghệ thông tin, công nghệ số và hiện đã có 24 doanh nghiệp đầu tư vào đây. Chúng tôi đã cố gắng động viên anh em và tập trung vật tư trên công trình, làm ngày làm đêm 3K 4 kíp để hoàn thành được cái kế hoạch đề ra, là sẽ bàn giao sớm cho chủ đầu tư đưa vào sử dụng. Công nghệ thông tin là ngành có tốc độ tăng trưởng cao nhất của Đà Nẵng, doanh thu ngành công nghệ thông tin tăng trưởng bình quân 20% một năm. Đặc biệt, xuất khẩu phần mềm tăng trưởng bình quân 25% một năm. Để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ thông tin, Đà Nẵng xác định đầu tư hạ tầng luôn phải đi trước. Vì vậy, thành phố đã đầu tư và thu hút đầu tư rất nhiều dự án trọng điểm như khu công nghệ thông tin tập trung giai đoạn 1, tổng diện tích hơn 131 ha, khu công viên phần mềm số 1, số 2. Chính sự sẵn sàng này đã thu hút nhiều nhà đầu tư vào thành phố. Một cái ước mơ. Chúng tôi muốn đầu tư vào Đà Nẵng một tổ hợp giáo dục lớn nhất cả nước từ trước đến nay. Thì rất hy vọng là Đà Nẵng sẽ tạo điều kiện để chúng tôi đầu tư. Thứ hai là chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư để hoàn thiện đô thị giáo dục công nghệ để đạt cỡ 10.000 lập trình viên vào năm 2024. Và thứ ba là chúng FPT sẵn sàng chia sẻ công nghệ, chia sẻ tri thức, chia sẻ tổ chức, chia sẻ know-how cho tất cả các doanh nghiệp công nghệ thông tin, kể cả làm phần mềm xuất khẩu hay làm các công nghệ mới. FPT có thể xem là xíu đầu đàn trong đầu tư công nghệ thông tin tại Đà Nẵng, với dự án khu đô thị công nghệ FPT có tổng vốn đầu tư gần 1 tỷ đô la Mỹ với tham vọng hình thành thung lũng Silicon miền Trung. Đến thăm và khảo sát khu đô thị giáo dục công nghệ FPT tại quận Ngũ Hành Sơn mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị FPT cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, phát triển với gia tốc lớn hơn nữa, chứ không bằng lòng với thực tại. Tiếp tục có một cái chiến lược đào tạo gắn với lại cái sản xuất, chỉ đang đi theo cái mô hình này, vừa có đào tạo vừa có sản xuất, thì tiếp tục làm cái công việc này và góp phần đào tạo cái nguồn nhân lực cho không những là cho Đà Nẵng mà cho cả vùng và cho đất nước. Vấn đề thứ hai là góp phần phát triển cái hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Đấy, thứ ba là phát triển để tạo ra công ăn việc làm, tạo ra cái thu nhập cho người dân mà bằng trí tuệ của mình. Thống kê cho thấy hiện Đà Nẵng có đủ tất cả các nền tảng quan trọng trong phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin. Điều này cho thấy thành phố đã sẵn sàng để giúp đỡ các doanh nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin đầu tư và phát triển bền vững, đồng thời qua đó tạo nền tảng để thành phố thực hiện mục tiêu trở thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đạt đẳng cấp khu vực châu Á.